Thằng Cò xin chào tất cả bà con mình nha. Hôm nay thằng Cò sẽ đi quay lại cái nền này cho bà con mình thấy nè. Nền này hiện tại chủ đang cần tiền nên hạ giá còn có 1 tỷ thôi. Từ ranh đó qua ranh này là 4,7 m, đi sâu xuống 28 m. Nở hậu 4,8 m nha, 4,7 m nở hậu 4,8 m. Khu vực này thì nhà rất là đông. Xung quanh là nhà cửa đó, mình mong đó mới lô đầu. Ở đây mình đi vô con hẻm này 3 m nè. Đi ra đường lớn ngoài kia cây chừng 100 m ra tới đường lớn, đường đó là đường 6 tấn. Liên ấp 23A. Xẹt qua bên đây cái chừng cây số tới cầu Long Khê tới tỉnh lộ 835 rồi. Đất mình là hướng chánh đông. Ở đây thì gần sông Trị Yên kìa, ở ngoài cái dừa nước mà đó là sông Trị Yên. Khu vực này sông Trị Yên rất là mát mẻ luôn. Đất thổ cư sổ hồng riêng luôn nha. Trước đó chủ đất gửi là 1 tỷ 150 triệu hồi trước Tết đó. Bà con coi đây, đường này đi thông thẳng ra tỉnh lộ 835 luôn á, đường này nè, đường này đường xe du lịch 7 chỗ rồi xe chừng tấn, ok, đó ra đường lớn rồi đó, đó nhà mặt tiền, đi thẳng đường này cũng được ra 835, còn đi ra chỗ chiếc xe đó đó, chỗ chiếc nhà đó, quẹo ra đây, đó đường nó đi ra tỉnh lộ 835 ra cầu Long Khê kế bên, đường này thì rẽ tay trái đi ra tỉnh lộ 835C ngay cầu Bà Đắc. Đất mình hướng chánh đông nha, nắng sáng. Đất thổ cư sổ hồng riêng, chốt gấp 1 tỷ, không thương lượng. Ở đây cách quốc lộ 1A tầm 4 cây số. Từ đây lên chợ Bình Chánh 9 cây số. Hẻm mình là hẻm bê tông 3 m. Ấp 2 xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Rồi bà con nào có nhu cầu thì alo cho Cò nha. Số điện thoại của Cò là 078 666 8368. Rồi, Cò chào bà con.